Thời gian qua, cùng với sự phát triển, số lượng các cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về lĩnh vực phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh cũng tăng theo, nhất là các cơ sở giáo dục. Toàn tỉnh hiện có trên 650 cơ sở giáo dục đào tạo, bao gồm các điểm chính và phụ. Qua khảo sát của lực lượng chức năng, toàn tỉnh hiện có khoảng 240 cơ sở không thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy theo quy định tại Nghị định số 50 của Chính phủ. Gần 420 cơ sở thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy, qua kiểm tra nhìn chung người đứng đầu các cơ sở giáo dục và đào tạo đã nghiêm túc triển khai thực hiện tốt các quy định về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ như lập hồ sơ theo dõi quản lý công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở theo quy định ban hành các nội dung quy định về phòng cháy chữa cháy các biển báo biển cấm và biển chỉ dẫn thoát nạn phương tiện chữa cháy được quan tâm đầu tư trang bị hiện tại hoạt động tốt duy trì và thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ đáp ứng yêu cầu chữa cháy kịp thời khi xảy ra cháy nổ